Bạn khi mà bốt lên những cái miếng trứng là gì, sau khi nhổ sau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mới xong được cái răng, thì tôi đảm bảo những cái ca mà nhổ 2-3 tiếng đồng hồ đấy kiểu gì cũng có vấn đề, một là sưng, hai là đau, ba là gây những biến chứng áp xe. Đấy là điều chắc chắn nếu mà chúng ta nhổ 2-3 tiếng đồng hồ đối với một chiếc răng khôn. Bạn Lan Hương có hỏi là nhổ răng khôn có cần test thuốc tê, tránh dị ứng thuốc tê không bác sĩ? Trước đây thì thuốc tê nó chưa phát triển, trước đây thì vẫn có test. Nhưng mà bây giờ theo quy định của Bộ Y tế thì sẽ không cần phải test thuốc tê trước khi nhổ răng. Khi mà nhổ răng thì các bác sĩ sẽ cần phải hỏi kỹ về cái tiền sử của bệnh nhân, xem bệnh nhân có bị dị ứng với bất kỳ một cái gì không, ví dụ như là dị ứng với thời tiết, là dị ứng với thuốc hay là gì không. Khi mà tiêm tê thì các bác sĩ cần phải đòi hỏi là mình sẽ phải tiêm rất là từ từ để theo dõi cái sự đáp ứng của bệnh nhân như thế nào. Khi mà có một cái phản ứng dị ứng là phải dừng và xử lý kịp thời. Có bạn hỏi là em nhổ răng này có phải dùng nước xúc miệng không? Nước xúc miệng rất tốt ạ. Sau khi nhổ răng xong thì chúng ta có thể xúc miệng nhẹ nhàng và chúng ta có thể dùng những nước xúc miệng, ví dụ như là có chlorhexidine, ví dụ nước xúc miệng kim hoặc là nước xúc miệng mà betadine xanh đấy. Sau khi mà nhổ răng một ngày thì chúng ta bắt đầu tiến hành xúc miệng. Thì chúng ta nên xúc miệng khoảng 3 đến 4 lần một ngày để cho nó sạch. Và thứ hai là nó có thể làm cho vấn đề là sát khuẩn nhẹ cái môi trường miệng của chúng ta để tránh cái vấn đề viêm nhiễm. Và sau khi nhổ răng xong thì các bạn nên tái kiểm tra, nên tái khám. Thứ nhất là thì sau một ngày chúng ta nên kiểm tra lại. Thứ nhất là kiểm tra xem là vấn đề cái huyệt của răng của chúng ta có vấn đề hay không. Và thứ hai là sau khi nhổ răng xong thì sau khoảng 3 ngày thì chúng ta nên kiểm tra lại. Kiểm tra và sau khoảng 2 tuần thì chúng ta nên kiểm tra lại lần nữa, để chúng ta có được cái chăm sóc ổ răng tốt nhất. Và các bạn chú ý rằng là gì, khi nhổ răng xong đấy thì để cái huyệt ổ răng nó lành, gọi là đóng hai cái mép vào đấy, thì nó phải mất khoảng trên 4 tuần ạ. Có những bệnh nhân phải 6 tuần, có những bệnh nhân đến 8 tuần thì các cái mép của cái lợi nó mới liền vào với nhau được và nó mới đầy lên được. Vậy là chúng ta phải chú ý rằng sau khi nhổ răng xong thì chúng ta cứ vệ sinh bình thường, không sợ thức ăn nó nhồi xuống nhiều mà viêm nhiễm rồi. Cơ chế của cái cơ thể mình là gì, những cái gì nó sẽ đào thải ra ngoài và chúng ta chỉ cần xúc miệng ra thôi. Chúng ta đừng cố gắng, chúng ta thấy có một cái gì đó chúng ta cầm cái que chúng ta chọc ngoáy, càng chọc ngoáy nó sẽ làm càng viêm nhiễm hoặc là đẩy sâu thêm các cái chất bẩn chúng ta xuống dưới. Chúng ta hãy để cơ thể tự đào thải tất cả mọi cái trong cái vấn đề của chúng ta. Có nên nhổ 4 cái răng khôn một lúc không? Có hai hình thức nhổ. Nếu mà bạn nhổ gây tê tại các phòng khám thì mình khuyên là các bạn nên nhổ 1 đến 2 cái và nhổ theo cặp, một trên một dưới. Còn nếu mà bạn nhổ tại bệnh viện khi mà có cái can thiệp bằng gây mê thì các bạn hãy nhổ 4 răng cùng một lúc. Anh Châu ơi, nhổ răng 8 có tốn tiền không? Vâng, nhổ răng khôn thì ta sẽ mất chi phí tùy theo cơ sở hạ tầng của các phòng khám hoặc là các cái vị trí đặt. Ví dụ một số phòng khám ở trung tâm thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 2-5 triệu một chiếc răng khôn. Còn ở ngoại thành thì cái chi phí thuê nhà nó thấp hơn và mọi thứ tốt hơn thì chúng ta có thể từ 1 đến 3 triệu, 4 triệu một chiếc răng khôn. Thì đấy là cái chi phí dao động tùy theo mức độ khó và cái cơ sở hạ tầng và cái cách mà phòng khám làm. Thì chúng ta cũng nên tham khảo. Còn nhổ piezotome, nghĩa là dùng nhổ răng không xâm lấn ấy, thì chúng ta sẽ đắt hơn khoảng mất 1 triệu cái tiền chi phí của nhổ răng. Bạn Phương Thảo có nói là, có hỏi là em thấy bạn em nhổ răng bị sót chân răng có sao không bác sĩ? Khi mà cái huyệt của răng nó không liền thì thường là nguyên nhân là do sót chân răng. Nếu mà sau nhổ răng xong mà cái chân răng làm cho cái huyệt của răng nó chảy máu không cầm thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải loại bỏ cái chân răng sót đi. Đấy. Nếu mà cái chân răng đấy mà nó khi mà mình chụp phim ấy, quang lên xong ấy thì cái chân răng còn sót ít thì chúng ta có thể để nguyên để cơ thể nó tự đẩy lên để chúng ta hạn chế xâm lấn nhiều vào cái huyệt ổ răng của bệnh nhân. Bạn Hà có hỏi em có hai răng 8 mọc lệch hàm dưới thôi, hàm dưới hay có cần phải nhổ hai cái hàm trên luôn không ạ? Vâng, thì khi nhổ răng ấy thì đã nhổ răng 8 hàm dưới thì chúng ta nên nhổ răng 8 hàm trên, bởi vì cái chức năng của cái răng 8 hàm trên lúc đấy là mất, và thứ hai là có thể cái răng 8 hàm trên nó không có điểm chạm, nó có thể thòng xuống dưới, và khi thòng xuống dưới thì chúng ta không để ý cái vấn đề của cái thòng cái răng số 8 thì nó gây điểm chạm khớp cắn. Khi gây những điểm chạm khớp cắn thì chúng ta làm chúng ta đau mỏi vai gáy, nên có những bệnh nhân là khi nhổ răng 8 xong thì hết đau vai gáy ạ, rất là kỳ hay như vậy, bởi vì cái khớp cắn vô cùng quan trọng. Trong cái chuyên mục khớp cắn thì tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề là những cái chỉnh khớp cắn hoặc là những cái biến chứng mà do những răng khôn mà gây sang chấn khớp cắn làm chúng ta đau mỏi vai gáy. Và cái bài đau mỏi vai gáy là một cái bài cực kỳ hay, bởi vì khi tôi làm trên lâm sàng thì tôi chữa rất nhiều bệnh nhân, chỉ có vấn đề là gì, điều chỉnh lại mỗi cái điểm chạm khớp cắn của răng khôn thôi, nhưng chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân gần như quên mất cái vấn đề đau vai gáy của bệnh nhân. Có những bệnh nhân đau vai gáy vài tháng cả năm trời
lúc nào cũng mỏi và đau khó chịu. Đấy chính là cái mà cái triệu chứng của khớp cắn nó có thể gây ra cái vai gáy rất là lớn, chúng ta phải chú ý. Nên là khi của Hoàng Hà nhổ hai răng 8 dưới rồi, nếu như răng 8 trên mà dắt thức ăn hoặc là có dấu hiệu hỏng xuống thì em lên qua khám bác sĩ và chúng ta nhổ bỏ đi em. Như thế là sẽ tốt hơn. Chị có hỏi là nhổ răng 8 có phải là bắt buộc không ạ? Và em có tận 4 cái, nó đã lên hết rồi, và chi phí như thế nào? Không phải tất cả những trường hợp răng 8 chúng ta đều nhổ bỏ. Khi mà những cái răng 8 gây ra biến chứng, ví dụ như là dắt thức ăn hoặc là sưng đau nhiều lần, chúng ta sẽ nhổ bỏ. Còn nếu là những cái răng 8 bình thường, mọc thẳng, nha bình thường thì chúng ta có thể giữ lại. Cái chi phí thì khoảng từ 1 đến 3 triệu tùy thuộc vào cái mức độ khó của từng răng. Với cả nhà mình ngày nào cũng nhổ răng 8 có phải không ạ? Có phải đặt lịch trước không? Thì nhổ răng 8 thì các bạn nên thăm khám và các bạn đặt lịch, bởi vì lên chuẩn bị trước ạ. Chúng ta đừng có hôm nay chúng ta ngẫu hứng, chúng ta thích đi nhổ, chúng ta nhổ. Chúng ta lên khám và kiểm tra và chúng ta đặt một cái lịch. Bởi vì khi đặt lịch như thế thì bác sĩ sẽ chuẩn bị cho chúng ta đồ đạc tốt nhất và chúng ta sẽ làm những cái gì nó nhẹ nhàng nhất. Nên là ta đừng vội vàng. Khi mà chúng ta quyết định nhổ răng khôn thì hãy thăm khám cẩn thận và chúng ta đặt lịch và chúng ta nhổ. Và hãy nhớ nên nhổ răng 8 vào buổi sáng là tốt nhất. Vì tại sao là nhổ răng 8 vào buổi sáng tốt hơn buổi chiều và tốt hơn buổi tối? Khi chúng ta nhổ răng 8 buổi sáng, nhất là sau một ngày chúng ta nghỉ, thì sức khỏe của chúng ta tốt nhất, tinh thần của chúng ta tốt nhất và chúng ta không bị stress cái gì cả. Vì vậy là khi chúng ta nhổ, ta sẽ cảm thấy cái tinh thần chúng ta tốt nhất, nghĩa là trạng thái sức khỏe tốt nhất. Cái thứ hai là sau khi nhổ răng ấy thì nó rơi vào khoảng 3 tiếng đồng hồ sau thì nó hết tê, thì chúng ta bắt đầu phát hiện đau, thì lúc đó chúng ta sẽ kiểm soát cái đau tốt hơn ra và chúng ta được uống giảm đau và chúng ta không mất ngủ. Cái thứ ba là gì? Trong cái vấn đề nhổ răng buổi sáng chúng ta theo dõi cái chảy máu, bởi vì có những cái lúc mà chúng ta nhổ buổi tối, có những bệnh nhân là gì 10 giờ đêm gọi cho tôi là gì, hỏi là em vừa nhổ răng ở đây chảy máu anh Trung ơi, làm thế nào? 8 giờ tối đi nhổ răng thì đến khoảng 10 giờ đêm, 11 giờ đêm lúc ấy chảy máu rất là khó, có vấn đề khi mà xử lý. Các phòng khám đóng cửa, các bệnh viện mọi người cũng ít trực. Vậy là chúng ta chảy máu như thế rất là khó chịu và chúng ta có thể làm chúng ta làm gì khó ngủ hoặc là gây chèn ép đường thở của chúng ta. Cái nữa là sau khi tan tê nó vào ban đêm, lúc nhổ 8 giờ tối, 7 giờ tối chúng ta nhổ, đến đêm khoảng 10, 11 giờ đêm bắt đầu chúng ta đi ngủ thì lúc đấy mới đau. Đau như thế chúng ta sẽ không ngủ được và không ngủ được thì càng đau hơn và bệnh nhân cảm giác là gì rất là mệt mỏi khi mà chúng ta thấy là nhổ răng. Và khi càng mệt mỏi thì nó càng gây hiện tượng chúng ta khó chịu trong vấn đề về nhổ răng. Các bạn thích video này hãy like và share để bình luận cho mình nhé.